U la la. Bơi đẹp quá. Yes. Tí làm bơi tí nha. Bơi nha, bơi nha. Tháng này tập hát xong bơi trước không chị Phương? Đấy, được đấy. Mát mẻ. Sẵn được sàng rồi. 3 ly nước nữa kìa. Hai em mời các chị nha, em đáo nước quá. Ly giống nhau quá nha. Ừ. Yeah. À đúng rồi, thôi như thế này đi. Ghi tên lên nhỉ? Ghi nhá. Đánh dấu, chẳng nhẽ lại kìa thoa son lên đây à? Ôi trời nóng quá. Ừ, là mình. Ôi, em mở. Được chưa, được chưa? Rồi, thấy cơ mà đi, quẩy quá đi thôi. Ừ, đó, mình bây giờ ai đó ký cho em chữ, chị ghi là lịch lịch. Lịch lịch à, lịch lịch à. Thôi bây giờ hình dung đường dây nhá, đường dây tí này. Rồi, em yêu. Rồi đấy nè. Có mình bọn mình xem đường dây ra nào. Đường dây cho chị, để chị giải quyết cái chỗ ghế này ra để mình đường dây lên tí đứng nhá. Đứng lên xem sao nào. Làm phần đi di chuyển của mình ấy, chị. Ừ, thì xem sao nào. Rồi. Nào. Đấy, bây giờ tất cả lại ở trong tay em. Của bác cả. Đấy, của đây cô. Đây là dựa theo như mời là... cô. Giờ là của bác đấy. Mời cô. Ừ. Đi vào hàng dọc cho em. Chị đi rồi đó. À, tôi đứng đầu. Rồi, đúng rồi, đến câu này chị Linh hát. À, này, em yêu múa cột luôn này. À, này. Em yêu múa cột luôn này. Múa cột luôn. À, này, em yêu múa cột luôn này. Múa cột luôn. Được rồi, chị xoay được mấy vòng ạ? À, từ từ này phải thế nào. Kiều, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi, cứu tôi. Rồi, du cột dù. Chị là hát đầu đấy, câu đầu của chị cho nên chị là hát đầu. Rồi, ok. Xong tiêu lên hát. 2, 1. Tánh bước đi mơ nơ nơ. Rồi lạc mất ớ gà chuyến tàu. Kéo qua mắt cái giống như mình chùi nước mắt hay gì. Mắt à? Ok. Rồi. Tình đầu như. Bước chân nha, mình đổi chỗ cho nhau đến câu sau của chị Linh này. Thế mình đi 1 bước, 2 bước rồi đi nhé. Chị di chuyển, Chị di chuyển qua bên phải. Rồi, nhất trí. Rồi, 3. Tình đầu như chiếc răng khôn làm mình đau. Thì lúc đấy chị Phương chủ động chị đi lùi xuống một xíu để cho chị Linh cao lên một xíu thì mình rồi. Thành mũi tên. Rồi rồi rồi. Ừ. À. Ok để đáp lại không? Đáp lại thôi. Rồi lại nhé. Trời ơi chị em mình ấy mà, chị em là tỷ phú thời gian mà. Chỉ dành cho nhau để tập thôi mà. Nói với em có sai chăng, phải đau đớn mới mong trưởng thành, mới biết tiếc thương những gì đã mất. Sánh bước đi mãi bên nhau, rồi lạc mất ra chuyến tàu. Tình đâu như chiếc răng khôn làm mình đau. Mình sẽ thấp một tí, đúng không? Rồi thời gian cứ trôi, em ngỡ tên mình đã thênh thơ. Đơn hàng ngang nhỉ? Sau những lần đầm đìa gối ướt mi vương quen. Chọn ngon. Chọn luôn. Ngon. Đến đoạn này để cho dễ hơn. Trời ơi, tại sao hôm nay tự nhiên chuẩn thế? Nhanh nhỉ? Bọn mình nhanh ấy. Không, tự nhiên hôm nay em thông minh đột xuất nha. Hôm nay cái chỗ này tập ok nhỉ? Đúng không? Nó làm giống như là mát mẻ. Đúng không? Ok. Yeah, I love outdoor. Yeah. Thích ngoài trời lắm. Yes. Mọi người rất là nương nhau. Cái nào mà trong khả năng làm được là mọi người sẽ làm tới luôn. Có nghĩa mọi người luôn luôn chia sẻ những cái gì mà khó khăn của mình. Chính vì cái điều đấy nên là đang gọi là hợp tác ăn ý. Ba chị em đang hợp tác ăn ý để cái bài tập của mình nó luôn luôn là nhanh hơn so với dự kiến. Đội của mình với sự dìu dắt của chị Thu Phương cho tới giờ phút này là em cảm thấy rất là tự tin. Đây là một cái kỷ niệm rất là vui của ba chị em. Sau hôm nay mình đâu biết là mình sẽ đi tiếp hay là mình sẽ dừng lại. Cho nên là mình đừng có lo, bởi vì nếu mình mất thời gian lo lắng, mình không còn thời gian để tận hưởng. Olala, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Chị đẹp đạp gió rẻ sống 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Gia Quan Show và ứng dụng Onlala thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.